Mọi người ơi, mọi người vào ngắm xe đẹp đi mọi người ơi. Tại điện máy xe máy Huy Bộ, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Đây, rất là nhiều xe đẹp luôn nhá. Honda Vision. Honda Vision. Các màu full đẹp luôn. Hỗ trợ mọi người mua trả góp trả trước 0 đồng nhá. Đây, bên này là hai chị đẹp đang mua xe Honda Leaf. Bản cao cấp mọi người nhá. Đây. Honda Leaf xuất xưởng mọi người nhé. Màu mới trên bảng 2021. Hỗ trợ mọi người mua trả góp trả trước 0 đồng mua xe mọi người nhé. Giá chỉ từ 38 triệu một xe. Đây Honda Leaf này. Hỗ trợ mọi người mua trả góp trả trước 0 đồng. Honda Vision phiên bản mới màu mới này, bản cá tính này. Tất cả đều có tại điện máy xe máy Huy Bộ nhé. Đặc biệt em L15. R15 này đang có chương trình hỗ trợ trả góp không mất lãi mọi người nhé. Giá chỉ từ 66 triệu một xe ạ. CR R15. Xe ga của cửa hàng em đây, hút hết tầm mắt luôn mọi người nhé. Tất cả các mẫu xe ga cửa hàng em đều có đủ hết luôn. Mọi người chỉ việc đến Huy Bộ và chọn xe thôi ạ. Giá Honda Vision niêm yết từ 29 triệu 990 nghìn một xe mọi người ạ. Huy Bộ cam kết bán rẻ nhất thị trường luôn. Honda SH, Honda Vision, Honda Everlade, Honda Lead, đủ các mẫu tại Huy Bộ mọi người nhé. Vision màu đây là màu xanh ngọc này, cực kỳ đẹp luôn. Đây màu xanh hy vọng. Đây là màu cam mọi người nhé. Hỗ trợ mọi người mua trả góp trả trước 0 đồng. Xin chào bạn Nam Nông Nổ. Exciter 155 VV vàng. Giá niêm yết bây giờ là từ 44 triệu hơn Nam nhé. Xe do Covid cho nên dạo này xe rẻ lắm, không đắt đâu. Sắn mẫu tại cửa hàng luôn. Nhưng mà hôm nay trời khá là mưa, gió cho nên mình chỉ quay trong nhà thôi. Không ra ngoài quay được. Không ra sân quay được mọi người nhé. Hỗ trợ mọi người mua Exciter VV vàng nhé. Trả trước cho cửa hàng mình là 5 triệu là mua được xe.